Khi thời tiết với cái nắng đổ lửa đang như thiêu, như đốt, mình lại nhớ đến Đà Lạt. Mặc dù ngay lúc này, Đà Lạt cũng chả lạnh hơn được bao nhiêu vào thời điểm ban ngày, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn cái thời tiết đang như nung, như nấu ở phía Nam ngay lúc này. Nó khiến mình lại ghiền Đà Lạt thêm một lần nữa, làm mình nhớ lại lần gần nhất có mặt ở đây, khi tiết trời còn đang mát mẻ và cực kỳ dễ chịu. Đà Lạt, thành phố ngàn thông với bốn mùa hoa. Mỗi mùa là những loại hoa khác đua nhau khoe sắc, nhưng có lẽ hoa đào là loại đặc biệt nhất của nơi đây. Khi so với những vùng xung quanh, chắc chỉ mỗi Đà Lạt là thích hợp nhất để phát triển giống này. Chắc cũng vì thế mà thật không khó để nhận thấy rằng nó xuất hiện khắp nơi ở Đà Lạt, từ nội ô cho đến ngoại thành. Điển hình là trên tuyến quốc lộ 20 từ cửa ngõ ra và vào của thành phố này. Thật may mắn khi trong lúc ghiền Đà Lạt, mò lên đến tận trên đây lại ngay lúc loài này trổ bông. Ngoài tắm cái ướt át của sương, hít cái không khí lành lạnh của vùng ngoại ô Đà Lạt, lại còn được tận hưởng sắc hồng rực rỡ của loài hoa này. Tuy là đang chán sự xô bồ, tấp nập của nội ô Đà Lạt, nhưng lên đến đây, ở ngoài rìa cũng đủ cảm thấy hưởng thụ, cũng đủ để bớt cái cảm giác ghiền Đà Lạt vậy. Xuất phát từ Cần Thơ ra tới thành phố Phan Rang Tháp Chàm theo hướng quốc lộ 27 đèo Ngoạn Mục, sau đó nối tiếp vào quốc lộ 20 để đến Đà Lạt. Đây là cung đường đa phần di chuyển trên cao tốc, đường đẹp lại ít quanh co nên mình thường chọn tuyến này để đi Đà Lạt. Gần đến đồi chè Cầu Đất, có vài quán cà phê có tầm nhìn xuống đồi, ngắm mây trôi có vẻ rất thú vị. Mình tự nhủ, ngày mai nhất định sẽ quay ngược ra đây, vừa tránh được sự xô bồ của nội ô, vừa được hưởng cái không khí mát mẻ của vùng đất này. Đến Đà Lạt vào lúc chiều tối, sau khi xuyên suốt qua làn sương mù có phần dày đặc, hình ảnh đầu tiên ập đến trong đầu là được ngồi nướng thịt bên bếp lửa đỏ, vừa được ăn vừa được sưởi ấm. Việc ăn lẩu hay thịt nướng trong cái khí trời lạnh lạnh 18 đến 20 độ là thứ mà trong miền Nam bình thường không thể có được. Nằm trên tuyến quốc lộ 20 trong thành phố được đánh dấu là đường Hùng Vương, mình chọn được quán làng nướng City View, địa chỉ 92/1. Bên ngoài, lối vào có vẻ khá nhỏ, nhưng bên trong lại có không gian khá rộng, đủ cho việc đậu vài chiếc xe ô tô. Tại đây có vẻ kết hợp cả mô hình homestay, thiết kế và cải tiến từ những chiếc thùng container trở thành nơi lưu trú. Giá cả thế nào thì mình không hỏi đến. Không hiểu sao, quán khá rộng nhưng lại vắng khách, chắc vì lối vào khá nhỏ lại khuất tầm mắt nên không gây được sự chú ý với những du khách. Mặc dù sau khi ăn thử, mình thấy rất hợp khẩu vị, mấy bạn trẻ phục vụ cũng rất nhiệt tình và cực kỳ dễ thương. Không phải tầm nhìn đồi thông hay rừng như một vài quán, ở đây là đồi cao hướng về thành phố khá thoáng. Giá cả các món ăn mình thấy cũng hợp lý, cách trang trí cũng bài bản, màu sắc hài hòa, khá đẹp mắt.
Điển hình là combo 550.000 bao gồm món rừng và biển kèm theo một dĩa salad trộn. Mình cũng kêu thêm hai món khác là cơm chiên cá mặn và gỏi khoai môn bò, ăn thử và cũng để cho chắc bụng. Ăn xong, mình về khách sạn gần đó để ngủ. Khoai môn mà sắc sợi nhỏ 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 nhìn như hủ tiếu vậy. Lần đi chơi này, ngoài việc để bớt cảm giác ghiền Đà Lạt, mình cũng muốn thử trải nghiệm ở những nơi ở mới, vừa là để thay đổi không gian, vừa có thể giới thiệu đến bạn bè người thân những nơi ở phù hợp. Nếu như ngày xưa, mình thích lựa chọn những nơi ở kế bên chợ Đà Lạt, gần ngay trung tâm để tiện việc dạo bộ quanh chợ, ăn vặt vào ban đêm, thì sau này, mình lại chọn những nơi xa hơn một chút. Ưu điểm là luôn có phòng, giá cả rẻ hơn. Hàng quán xung quanh đều là bán cho dân địa phương, nên ngon và giá cả hợp lý. Đặc biệt là không gian ở rất rộng. Tuy là khách sạn nhưng cũng giống như condotel. Phòng thì rộng, có không gian bếp nấu nướng bên trong. Phòng hai giường cho gia đình rất rộng, còn được trang bị thêm máy giặt. Giá dao động xung quanh mức 500.000 cho phòng đôi. Chỉ tiếc là phải đậu xe ngoài đường theo ngày chẵn và lẻ. Để tiện cho việc quay trở lại đồi chè Cầu Đất, mình chọn ở tại De La Zone Villa. Đây là một trong nhiều nơi lưu trú trong khu villa du lịch Nam Hồ, nằm ở địa chỉ 91 Hùng Vương, phường 11. Ưu điểm của khu này là yên tĩnh. Bên ngoài có bảo vệ nên trông có vẻ cũng khá an ninh. Nhược điểm là leo dốc khá cao. Cũng vì thế, De La Zone Villa được thiết kế nhiều tầng, thông từ con đường phía dưới lên con đường phía trên. Hậu viên có một vài không gian có thể chụp hình làm kỷ niệm khá đẹp. Mỗi tầng đều có một không gian tiếp khách hoặc uống trà và cà phê riêng biệt. Ngồi đây có thể ngắm xuống một phần thung lũng đèn bên dưới. Nơi lưu trú này vẫn có nhà hàng phục vụ ăn sáng nhưng phải đặt trước. Tất nhiên là không ăn theo kiểu buffet, mà chỉ là bún, phở, hủ tiếu hay đại loại vậy. Mình đặt qua app với giá gần 500.000 cho một phòng rộng khoảng 18-20m2 với đầy đủ tiện nghi, kể cả máy xông tinh dầu. Vì sau khi ăn tối, mình nán lại thêm một chút nên về khách sạn khá trễ. Đồ đạc có phần bừa bộn nên cũng không tiện ghi hình lại căn phòng này. Sắp xếp đồ đạc, rời khỏi khách sạn để quay về hướng đồi chè Cầu Đất, cũng là gần xế trưa. Tiết trời Đà Lạt lúc này khá đẹp,
trời xanh, mây trắng, ẵn phía sau những gốc thông già thẳng đứng, kèm với khí trời mang mát dịu nhẹ. Cảnh vật này đúng là chỉ có Đà Lạt mới có. Mặc dù theo nhiều người nói, Đà Lạt giờ đã hết lạnh như xưa, nhưng theo mình, dù sao vẫn còn mát và dễ chịu hơn rất nhiều nơi. Trên đường đi, mình phát hiện ra quán gà nướng cơm lam Cô Sinh là chi nhánh của một quán mình từng ăn ở Măng Đen, Kon Tum. Đây là loại gà thịt khá ngon như gà tà, được ướp gia vị kèm với lá tiêu rừng. Có điều, quán này nướng thịt chưa vàng nên thiếu độ giòn. Bù lại, thịt sẽ có độ ngọt, nên lần sau nhất định mình sẽ dặn nướng vàng hơn cho thêm phần hấp dẫn. Mình mua mang đi với ý định tìm một chỗ nào đó trên rừng thông và thưởng thức cho mát. Dọc trên đường Hùng Vương, Tự Phước hay quốc lộ 20, không khó để thấy người ta trồng hoa đào rất nhiều dọc hai bên đường. Nếu như trong miền Nam, các công ty cây xanh thay vì trồng các loại cây dầu, cây sao bên dưới hàng dây điện nên phải tốn công cắt tỉa cành lá thì giống như Đà Lạt, có khi trồng cây mai, người dân tự giác chăm sóc. Khi xuân đến, các con đường có thể sẽ được nhuộm sắc vàng rực rỡ của hoa mai, hoặc chí ít, bằng lăng cũng đem đến một màu tím dịu mát. Còn dầu và sao, chỉ nên trồng lấy bóng mát trong công viên, khỏi sợ vướng đường dây điện. Ý định ban đầu của mình là mua gà nướng, tìm những đồi thông thế này, rồi ngồi ăn hóng mát, hít thở khí trời thiên nhiên. Vì không như trong nội ô, những đồi thông này khiến không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Có điều, đến khi nhìn lại, có khá nhiều thành phố buồn nằm rải rác quanh đây. Bày đồ ăn ra, có khi mình chưa ăn, đã có người ăn trước rồi. Suy đi nghĩ lại nên thôi. Đành đến thẳng quán cà phê, vừa ngắm cảnh, vừa ngồi ăn cho sạch sẽ. Nằm trên tuyến quốc lộ 20, quán cà phê Mây và Núi cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 km về hướng Phan Rang. Ở độ cao gần 1.400 m so với mực nước biển, mặc dù thấp hơn đồi chè Cầu Đất hơn 200 m, nhưng bù lại nơi này khá yên bình, không ồn ào náo nhiệt. Nằm ngay sát quốc lộ, lại có bãi đậu xe khá rộng. Tiếc là quán này chỉ mở cửa đến 6 giờ tối. Trong khí trời mát mẻ của vùng ngoại ô Đà Lạt, với khung cảnh hữu tình kèm thêm sự yên bình của nơi đây, ngồi thưởng thức món gà nướng cơm lam ở đây quả thật là không uổng công bỏ sức ra đến tận nơi này để thỏa cái cảm giác ghiền Đà Lạt. Ồ, nóng không? Nóng hổi luôn. Nóng sao? Mở cơm ngay trước gì uống đi. Cái này bày ra lâu nè. Mày để trong này, mua trong này luôn mới được. Cho nó chảy nước cho bàn ta. Ồ, không được vàng ha. Không được vàng như ăn tại chỗ ha. Không, nó bị chảy màu. Không có được vàng. Rồi cái này nó cũng không có giòn da nữa. Mình ăn tại chỗ nó sẽ ngon hơn. Đến Đà Lạt lần này,
mình xác định không vào trung tâm nội ô thành phố, trừ khi phải đi xuyên qua nó. Chắc cũng sẽ có nhiều người giống mình, đến Đà Lạt chỉ để ngồi cà phê, hóng mát, ngắm cảnh, nhìn mây trôi và sương phủ. Việc tìm đến những khu du lịch, giải trí không còn là lựa chọn hàng đầu nữa, bởi họ không muốn chạy trốn sự ồn ào này, chỉ để tìm đến sự náo nhiệt khác. Quán này có tầm nhìn về hướng Tây nên sẽ không thuận tiện cho việc ngắm bình minh. Ngược lại, khi hoàng hôn xuống cũng sẽ là lúc sương giăng và mây phủ, khá thú vị, đúng như bản chất của tên quán: cà phê, mây và núi. Gọi hai lượt nước uống, cũng đến lúc chiều buông xuống, hoàng hôn dần khuất sau rặng núi. Mặc dù sương mù kéo đến kèm không khí lạnh tràn về sớm hơn, cảnh vật hiện lên trong không gian yên bình của những đồi hồng trải dài và rộng khắp. Nơi đây, vào mùa hồng chín rộ, hứa hẹn sẽ mang đến một màu vàng hồng rực rỡ. Nhưng hiện tại, ánh vàng hồng đang yếu dần của mặt trời sau màn sương mù dày đặc đang khiến cảnh vật nơi đây đẹp như tiên cảnh. Xuyên qua màn sương, quay trở lại trung tâm thành phố Đà Lạt thì trời cũng đã tối. Tiếp tục trải nghiệm thử một nơi ở khác, S Villa Hotel, địa chỉ 6B, đường Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt. Nằm đối diện Buffet Rau Robinson, vị trí ngay cửa ngõ ra vào của thành phố. Bãi đậu xe nằm phía trước, đậu được vài chiếc xe 16 chỗ. Phòng phía tầng dưới của nơi này rộng rãi. Villa nằm ngay bên sườn đồi nên vẫn là thiết kế kiểu tầng hầm, vì thấp hơn mặt đường nhưng cao hơn thung lũng phía sau. Phòng rộng khoảng 40m², đèn vàng, không sáng lắm. Giá thấp nhất ở đây chưa tới 500.000, nhưng lại bao gồm buffet sáng. Tuy không đa dạng như những khách sạn lớn nhưng vẫn đầy đủ. Đặc biệt là mình ăn trúng ngày có nấu bún riêu, rất vừa miệng. Vì là tô nhỏ nên dĩ nhiên là ăn luôn hai tô cho no bụng, vì đường về nhà vẫn còn xa lắm. Video xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay, vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.